Kênh Đất và Rẻ ông Tài Giá Rẻ Phong Hòa xin kính chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng đây là mặt tiền đường nhựa thông của xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì hôm nay em có sản phẩm là một lô đất nha quý anh chị, đối diện trường học luôn quý anh chị ha, đèn đường chiếu sáng vỉa hè luôn nha quý anh chị. Thì hôm nay em có sản phẩm là cách cái chợ này, chợ Lộc An ha. Đây cái tay em chỉ thì chúng cũng quay ra khoảng độ tầm 50m thôi quý anh chị ha. Thì mảnh đất của mình đây, ngang 7 sâu 25m nha quý anh chị. Đó, trong đó là đã full hết thổ cư rồi. Hiện tại mình đất là chưa săn lấp nha quý anh chị, còn trụng nước ha. Và cái này là có lỗi phong thủy nhẹ là lỗi đâm hông. Đó, thì hai cái lỗi này nha quý anh chị. Thì em lưu ý là cái này là đất mình là hiện tại chưa săn lấp, nhưng mà săn lấp đây khoảng độ tầm nói chung mấy chục triệu quý anh chị ha. À, có cái lỗi là đâm hông thôi nha quý chị, nhưng mà này là 7m nên là anh chị cũng không ngại. Lý do là mình có thể xây 5m còn mình chừa, hoặc là 6m thì mình chừa 1m bên hông quý chị ha. À, đối diện là trường học nha quý chị. À, đất mình đây ha. Thì bây giờ em sẽ quay ra, em quay ra chợ cho quý vị xem ha. À, trước mặt mình là đường chính của Lộc An nha quý chị. Anh chị quẹo phải là ra quốc lộ 15 về thị trấn Đất Đỏ, về Phú Bửu quý ha. Còn đây là chợ Lộc An nha quý chị. Còn quẹo trái là ra chợ Lộc An ha. Đó. Thì bây giờ em sẽ cái tay em chỉ là chợ Lộc An đây. Thì anh chị thấy không? Đi ra chợ chỉ có vài bước chân thôi quý chị ha. Còn cách biển 7-8 đi khoảng độ tầm cũng tầm độ tầm 500-600m là đến biển nha quý chị, biển Lộc An nha quý chị. Đây quý chị ha. Đây. Chợ Lộc An bên tay phải của mình. Ở đây là được cái là tiện ích là bách quá xanh, điện máy xanh cũng ở khu vực này hết luôn quý chị ha. Nên là anh chị an tâm về cái tiện ích ha, đầy đủ tiện ích hết cho quý chị. Hôm nay là chủ ngộp, lúc trước là kêu tới 3 tỷ quý chị ha, hôm nay ngộp cần tiền bán chỉ có 2 tỷ 6 thôi. Thì anh chị nào mà quan tâm sản phẩm này thì liên hệ cho em ha. Đây anh chị thấy không, bách quá xanh bên tay phải, điện máy xanh bên tay trái ha. Nói chung là tiện ích đủ thứ nha quý chị. Cái này là sổ hồng riêng sang tên công chứng một nhạc nha. Đây là cái sổ nha quý chị. Thửa đất là 133 tờ 50, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tổng diện tích là 174,6 m², sử dụng riêng, đất ở tại nông thôn hết nha quý chị. Thì anh chị nào mà quan tâm sản phẩm này thì liên hệ cho em nha. Từ đây anh chị em nói lại là từ vị trí của mình, anh chị đi ra biển khoảng độ tầm 500m là tới biển rồi nha quý chị. Còn cách 7-8 khoảng độ tầm 600-700m ha. Nói chung là rất là gần nha quý anh chị. Rồi để em quay sang cái vị trí cho quý anh chị xem nha. Đây là cái bản quy hoạch trên cái thông tin máy tính của huyện nha quý anh chị. Của huyện quý anh chị ha. Thì mình là đất ở tại nông thôn hết, ONT là đất ở tại nông thôn quý anh chị ha. Đây là vị trí chấm đỏ là vị trí của mình nha quý anh chị. Anh chị thì có thể thấy là chợ này sát bên luôn ha. Rồi đối diện là trường học. Anh chị thấy không? Trung tâm hết nha quý anh chị. Rất chi là gần quý anh chị ha. Thì cái này chỉ một cái lỗi là đâm hông thôi nha quý anh chị. Còn săn lấp thì em nghĩ cũng mấy chục triệu quý anh chị ha. Rồi, thì anh chị nào mà quan tâm sản phẩm này thì liên hệ cho em.